Ok, tiếp theo nha. Là đầu tiên em xin chào tất cả các anh cần thủ đam mê câu cá. Hôm nay em cũng sẽ lên cho tất cả các anh em là chín con máy. Chín con máy này là hàng nòi đồng coi đá, hàng có cốt trợ lực, bao cho anh em bao cảo cá luôn. Em bán hàng thì tất cả máy anh em, mọi thông tin máy em đều công khai trên clip. Anh em là thấy ưng chốt giúp em nha. Em có để giá công khai cộng số điện thoại. Rồi để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Đây là máy thứ nhất. Hàng này hàng khá là nổi tiếng đây. Hàng đại qua XT-Sport 5000. Ngoại hình con này thì xuất sắc theo thời gian. Đây xuất sắc. Mô-bin là mô-bin sống anh em. Xe tương đương với 5000 rồi. Xe XT 5000 xe tương đương với 9000, 10000. Hoạt động ok, không lỗi. Một bên là một bên sóng. Đây đặc biệt những hạt sport này đều có cốt trợ lực nha anh em, cốt rất là to. Đây đó, lấy cốt và quay cho anh em xem luôn. Rất là mượt nha anh em. Ngoại hình xấu xí xuất sắc tiếng rất là mượt, hàng của Nhật. Đó. Anh em là đánh biển cẩu cá không quan trọng ngoại hình, mua những máy này về câu rất là khỏe. Đây cước 8 được 215 m, sẽ tương đương với 9.000, 10.000 này, cứ dùng cốt trợ lực bao hoạt động nha anh em. Đó. Đây tem tem đầy đủ nha, giá công khai luôn 600k cho máy số 1. Máy số 1 có giá 600k nha anh em. Hàng đã qua Sport. Đây tiếp theo là máy số 2. Một hàng khá nổi tiếng, hàng Olympic. Đây ngoại hình tầm khoảng 90 8 90 85 90%. Đây Sport No 4. Tiếng kêu cắt lại ok nha anh em, cước số 8 mới được 180 m. Đó, cân nặng là 540 g. Nô bên kêu rất là đã. Đây xe này tương đương với tầm 7.000 8.000. Hoạt động trơn tru nha anh em. Nô bên sống, những hàng này là máy bãi nên ngoại hình xuất sắc tí. Nó hoạt động trơn tru. Đặc biệt là có cò phá âm, máy này cò phá âm. Đó. Đây ngược ok, cho tới ok. Đây đó, đã phá âm rồi đó. Đây bắt âm đây. Những hàng này là cảo, em bao cảo luôn. Đây hàng này hàng của Nhật. Đây đó. Mô bên là mô bên sống, kêu rất là đã, còn lăn 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 bằng sứ, chống ăn mòn. Giá công khai máy luôn nha anh em. Máy này có giá công khai là 600k. Bằng với giá số 1 600k, máy số 2 giá 600k. Tiếp theo là con máy số 3. Một con máy là bằng nhôm. Đây, hàng magie. Nhôm máy bay, máy là xấu xí. Nó cóc ghẻ. À, anh em nào tay nghề cao hốt những em này nè, về sơn lại câu bao mượt nó hoạt động ok. Máy này có phá âm nha anh em, hoạt động tới ok, hoạt động nó con này rất là nhẹ vì con này là bằng nhôm. Ô này mình sống đây, hàng xấu xí xước xác đây nó. Nó hàng sao soi kỹ cho anh em vậy luôn đó. Anh em về sơn lại, bánh này ra sơn lại là ok như mới. Đó, giá công khai luôn 300k. Đó, đọc xe cước cho anh em mua. Dễ mua. Con này với xe là 7.000, số 7 được 210 m, xe 7.000. Máy số 3 giá 300k, xe 7.000. Đó, giá bèo luôn. Tiếp theo là con máy số 4. Máy số 4 là một con đây qua thường anh em nói là con đây qua Mỹ. Đây đây qua xuất Mỹ, đây đóng tem tờ lơ hộp dưa hết nó.
mua về là mua sống còn nặng ok. Đây tản nhiệt nó một bên kia rất là đã anh em đó. Đây máy này máy cốt trợ lực đây nhất đông đền nhét nó vào. Nhà mua bên kia này không rất là phê. Xây con này tầm xây tầm 7.000 6.000 7.000 cốt cho lực và tổng chân chu nhanh em. Nó bật tới ok ngược ok đó. Giá công khai luôn 350k đó. 350k máy xúc 4 cốt cho lực nhanh em, hàng đại qua cốt cho lực 350k. Đây tiếp theo là con máy số 5, vẫn là máy cốt cho lực. Đây. Giảm giá con này luôn. 320k. Đây con máy này đây, hàng đại qua Mỹ, đóng tem màng hoàng. Anh em hốt thì thích thì hốt đó, hoạt động chân chu nha anh em đó. Để tổng tới hoạt động nơi chân chu này thấy không đó. Mô bên là mô bên sống cốt và cốt cho lực giá công khai luôn 320k đó. 320k máy số 5. Đây một con máy nhiều anh em rất là săn đón, con máy số 6, một con máy cốt trợ lực xây tầm 10.000. đây nút thì nút bấm, đây cốt trợ lực nó thích hợp trong cái nút này. Đây em kiếm cái gì em tháo qua cho anh em xem hoạt động chân chu đó. Hoạt động ba mực, một bên là một bên sống, cốt là cốt bấm cốt trợ lực. Đây để em bấm cái cho anh xem. Thôi kệ để đi. Đó, con lăn ok nha anh em. Hoạt động chân chu nha, đó. Cốt bấm cốt trợ lực. Bao mực. Máy số 6 giá 450k. Đó, cốt trợ lực nha anh em. Hàng đại qua sức nội địa nha. Đây đại qua spot nội địa. Xe 5.000. Máy 5.000 xe tương đương với 9.000 10.000. Đây. Nó so với con số 1 bự hơn luôn. Giá 450k, máy có cốt trợ lực, máy số 6. Hoạt động chân chu nha, như lip tép không như lip tép gã đây em. Tiếp theo là ba con máy cuối cùng, con máy số 7, con máy số 8 và máy số 9. Đây, máy số 7. Một con đây qua ST mấy em qua không biết luôn, nhưng mà em biết nó là xây 6.000 7.000. cái này cước be đi theo máy anh em, em không lấy ra luôn, cước này be hàng bên Nhật để xong vậy để vậy đó. Đặc biệt những máy này hoạt động là nó bao mực thôi. Đây em biết đây qua Nhật đó, một bên là một bên sống đó. Giá công khai luôn 300k, máy số 7 300k, hoạt động chân chu nhanh em. Đây hoạt động ngược nè, nó hoạt động tới nè, nó nó bao chân chu. Máy số 7 300k, máy số 8. Đây một con đai quá T0, ngoại hình nhìn khá là ok. Đây con này bị xét chút nhưng con lăn không bị nhanh em, về tới nhám đánh là ok. Mô bên là mô bên sống. Đó, con này xe đơn đơn quá, này xe 6.000. 6.000. Đó, hoạt động ok. Đây, con ta quay ok, gấp lại ok. Tôi tới quay lùi ok nè, đó. Giá công khai con này luôn 250k.
máy số 8 250k, nó giá bao nhiêu không? Đây máy số 9, một con đai qua xe con này tầm 4.000-5.000, nồi kim loại hoạt động ok, này bị mối xét tí, con lăn cũng còn ok đó, mô bên sống, lấy cước ok đó, hoạt động tới ok, hoạt động ngược ok. Giá bèo nhẹo cho anh em nào về chơi luôn 230k, lấy cước ok. Những giá này trên đây á, em đều cộng ship hết trơn nha anh em. Anh em nào mua thì vui lòng chịu ship giúp em tầm 35k thôi. Rồi, cảm ơn anh em nha. Nếu anh em cần thì liên hệ với em, số điện thoại em để trên đây. Giá cả em đã công khai hết. Rồi.